sư gạo người ta cho mình thấy không ngon, đem đi cúng chùa có tốt không sư, hay mình ăn cho hết mới tốt? Thí, cái vật bố thí nó có ba hạng. Một là nô lệ thí, hai là bằng hữu thí, ba là chủ nhân thí. Nô lệ thí là những thứ mình vứt đi, những thứ mình không thèm ăn, những đồ mình bỏ đi mà mình đem cho người khác thì đó là nô lệ thí. Bằng hữu thí là những gì mà mình đang dùng, hay những gì mình đang dùng mà mình đem cho thì nó là bằng hữu thí. Ngay cả cái gạo, trong trường hợp quý vị cái gạo á mà quý vị không có thèm, chê, nó là đồ bình thường quý vị không có ăn mà quý vị đem đi bố thí thì nó là nô lệ thí. Còn nếu như đó là cái loại gạo mà quý vị thường ăn, tức là xưa giờ mình vẫn ăn cái loại gạo này mà bây giờ mình đem đó mình đi cúng dường thì nó là bằng hữu thí, cũng cùng chất lượng thôi. Rồi chủ nhân thí là gì? Chủ nhân thí là cái mà mình xem là quý trọng nha. Ăn không dám ăn, xài không dám xài, tài sản mình có nhiêu đó thôi mà mình đem mình bố thí cúng dường thì nó là chủ nhân thí. Sư lấy ví dụ cũng loại gạo đó mà mình đang chết đói tới nơi rồi ha, đang chết đói tới nơi rồi à, mình chỉ còn đúng có nhiêu cây gạo thôi mà mình đem thì mình cúng dường, mà sau khi cúng dường là mình chết đói đó nha, đây là cái miếng ăn cuối cùng rồi. Thì dù đây là cái loại gạo hư, gạo xấu thì đó vẫn là chủ nhân thí. Cho nên nô lệ thí, bằng hữu thí hay chủ nhân thí là do mình nha, do mình. Thành ra là xem coi cái loại đó mình chê, mình không thèm ăn, mình đem mình cho thì nó là nô lệ thí. Thì cái nô lệ thí đó nó cũng có phước chứ không phải không có phước. Nhưng mà cái phước đó nó rất là hạn chế, nó ít lắm, nhưng mà nó vẫn có chứ không phải không có. Sẽ lấy ví dụ như ba người mua vé số thì một người thì trúng an ủi, một người trúng giải nhất, một người trúng độc đắc, thì cái giá trị của ba cái thứ này là khác nhau. Cũng vậy đó, khi mình bố thí mà bố thí cái kiểu mà nô lệ thí đó, phước có nhưng mà nó hiếm ít. Nhưng mà dù sao thì có bố thí ha, có bố thí thì nó vẫn tốt hơn là mình không có bố thí. Rồi bằng hữu thí thì đương nhiên phước có lớn hơn, và phước lớn nhất là chủ nhân thí. Có vài lần sư định bố thí một cái vật, nhưng mà sư nghĩ là cái vật này đó là vật mình không xài mình mới cho, thì nó không có quý, tức là nó là cái kiểu mà đồ mình bỏ đi đó, nó kiểu nô lệ thí. Nhưng mà nghĩ lại một lần nữa, nhưng mà bây giờ không lẽ mình vứt đi, hoặc là bây giờ mình dùng thì dù sao đi nữa thì có bố thí nó vẫn tốt hơn là không có bố thí. Nhưng mà chúng ta nên tránh cái thái độ đó là gì? Cái đồ mình gớm mình không xài đưa người ta để người ta xài dùm, nên tránh cái đó, tại vì đó là cái suy nghĩ không có tốt. Nó giống như là cái gì mà mình chê mình chán đưa người ta để người ta giải quyết cho mình thì cái đó là không có nên ha.